Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Một cây máy cắt cỏ rất là được nhiều người yêu tin dùng nha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TJ27 các bạn. Đây. Tên ở đây. Kawasaki TJ27 ha. Xài rất là ngon các bạn, rất là mạnh mẽ. Dòng máy này nó rất là hiện đại nha các bạn. Nó có xả áp tự động ở vô lửa ha. Nó có chụp giật trợ lực ha. Nó có bình xăng con, nó có e gió tự động ha. Rất là đỉnh cao luôn. Buji đứng nha các bạn. Máy rất là đẹp. Các bạn nhìn xem buji ở trong còn trắng tinh luôn các bạn. Đấy, nồng nó trắng tinh luôn ha. Rất là đẹp luôn. Nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 27cc. Với tầm làm vườn của mình rất là ngon các bạn. Hơi rất là dữ luôn. Hơi rất là dữ. Công tắc nó nằm đây các bạn. Rất là nhạy nổ luôn. Qua tua là nổ các bạn. Các bạn xem. Cái loại chụp giật trợ lực này mình giật thế này các bạn, mình kéo căng thẳng dây nha, mình thêm chút xíu lực nữa là nó nổ nha các bạn. Căng thẳng dây nè ha, căng thẳng dây nè, mình nó giật cái cách giật nó cũng hơi khác những cái chụp giật không có trợ lực nha các bạn. Mình căng thẳng dây xong mình thêm một chút xíu lực nữa là nó nổ ha. Đấy. Máy rất là mới luôn. Mới rất đẹp luôn các bạn. Chế quạt khí này đặc biệt là có e gió đỏ ha. Bơm xăng phía trước rất là tiện lợi ha. Chế quạt khí TK của Kawasaki đó các bạn. Và đặc biệt là cái da bơm của nó không biết chai nha. Các bạn xài cái da bơm nó mãi mãi không biết chai là gì hết. Nó không có biết chai cứng đó các bạn. Do đó là cái chợ mình săn con mình xài rất là bền luôn. Chạy tum rời các bạn. Công tắc nằm đây ha. Công tắc on off của dòng Kawasaki các bạn. Đây. Nó có tem on off 7 màu đó các bạn. Ở dưới nó có chân dựng luôn. Bảo vệ bình xăng. Đệm hông này ha. Cùm ở đây này. Tay ga ha. Rất là ngon luôn. Cần lát đây, đây các bạn. Cần cỏ nó đây. Cùi nó đây. Cùi zin ha. Cỏ chống dính cỏ ha. Rất là ngon luôn. Chạy. Hạn chế tối thiểu cái việc mà dưỡng cỏ vào cái dao nha các bạn. Cái này là chống dính cỏ bằng kim loại luôn các bạn, rất là bền ha. Máy mình đây ha. Mặt in ra bằng trong lốc luôn nha các bạn. Mặt in ra bằng trong này luôn, trong này. Mình không có đèn, mình không gọi cho các bạn thấy ha. Mặt in ra bằng trong lốc luôn ha. Rồi, để mình khởi động rồi mình lên ga lớn cho các bạn xem ha. Mở công tắc nha các bạn, nhớ mở công tắc. Rất là nhạy. Thank you.
Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.